Ngày 9 tháng 11, Phòng Cảnh sát Cơ động tỉnh Bình Dương đã bàn giao 3 đối tượng cho Công an thị xã Thuận An để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp. Trước đó, rạng sáng ngày 5 tháng 11, tổ tuần tra Cảnh sát Cơ động thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động tỉnh Bình Dương đi tuần tra trên đường Mỹ Phước Tân Dạng. 3 đối tượng đi trộm chó bị bắt quả tang. Khi tổ tuần tra tới đoạn qua khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An thì bắt quả tang 3 đối tượng: Huỳnh Văn Bình 28 tuổi, ngụ Bình Dương; Đỗ Thiện Hữu 30 tuổi, quê tỉnh An Giang; và Nguyễn Văn Chiến 42 tuổi, quê Áp Lát, đi trên xe ô tô 7 chỗ hiệu Innova sử dụng biển số giả có hành vi bắt trộm chó. Phương tiện các đối tượng sử dụng đi trộm chó. Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát cơ động thu giữ nhiều tang vật các đối tượng sử dụng để đi bắt trộm chó như một súng bắn điện, 4 gậy chích điện, một bình ác quy, băng keo, bột ớt, bình xịt hơi cay, cùng 4 con chó, các đối tượng khai nhận đã trộm trước đó. Tại thời điểm bị bắt, các đối tượng đưa 15 triệu đồng nhằm hối lộ tổ công tác để bỏ qua, tuy nhiên tổ công tác đã kiên quyết xử lý các đối tượng theo quy định. Hiện 3 đối tượng đang bị tạm giữ để mở rộng điều tra vụ án.